Chào mừng các em đến với chương trình học trực tuyến môn khoa học lớp 4 bài 11 phòng tránh tai nạn đuối nước. Trước khi vào bài học, cô mời các em đọc mục tiêu sau. Sau bài học, em kể được tên một số việc nên hoặc không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước. Nêu được một số nguyên tắc khi tập bơi hoặc đi bơi. Có ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước và vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện. Thực tế, có biết bao là tai nạn thương tâm xảy ra vì tai nạn đuối nước. Vậy các em hãy cho cô biết thế nào là tai nạn đuối nước. Cô mời các em cùng suy nghĩ trả lời. Tai nạn đuối nước. Chết đuối là tình trạng thiếu oxy do cơ thể bị chìm trong nước, có thể dẫn đến tử vong. Trên thực tế, một số người bị ngạt thở do nước vẫn có khả năng được cứu sống. Vì vậy, những chuyên gia y tế đã dùng thuật ngữ đuối nước. Nào gây ra tai nạn đuối nước ở trẻ em là gì? Nguyên nhân phổ biến dẫn tới những tai nạn đuối nước thương tâm là do thiếu sự giám sát của người lớn, chủ quan của bố mẹ để trẻ em tự do vui chơi tại những khu vực nguy hiểm như sông, suối, ao, hồ. Trẻ không biết bơi, chưa được dạy kỹ năng đảm bảo an toàn và xử lý tình huống khi bơi, và không có kỹ năng cứu đuối. Bên cạnh đó, cũng xảy ra trường hợp trẻ bị chết đuối do sự không an toàn của các môi trường xung quanh. Sau đây, cô mời các em xem video nói về phòng tránh đuối nước. Phòng tránh đuối nước. Bạn có biết tai nạn đuối nước cũng là một trong những tai nạn gây tử vong lớn nhất cho trẻ em? Mỗi năm, nước ta có 6.400 người bị đuối nước, trong đó có khoảng 3.500 trẻ bị chết đuối, có nghĩa là có khoảng 9 trẻ tử vong do đuối nước mỗi ngày. Vậy đuối nước xảy ra khi nào? Cùng theo dõi nhé! Các bạn thấy đấy, tất cả những nơi có chứa nước đều có nguy cơ gây đuối nước. Đuối nước rất nguy hiểm. Bạn sẽ làm thế nào để phòng tránh nguy cơ bị đuối nước? Cùng tham gia trả lời câu hỏi dưới đây để có được bí kíp cho mình nhé! Mời các em đi vào bài học. A lớn, hoạt động cơ bản. Một nhỏ, quan sát tranh và trả lời câu hỏi. A nhỏ, quan sát các hình dưới đây. Cô mời các em quan sát hình. Cô mời các em suy nghĩ, trả lời các câu hỏi sau. Nên làm những việc nào trong các hình trên để phòng tránh đuối nước? Vì sao? Không nên làm những việc nào trong các hình trên để phòng tránh đuối nước? Vì sao? Chúng ta cùng nhau trả lời nhé các em. Những việc nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước trong các hình trên là: Hình 2. Giếng nước phải có nắp đậy, thành giếng và bể nước được xây cao an toàn đối với trẻ. Đây là việc nên làm để phòng tránh tai nạn cho trẻ em. Hình 5.
ngồi ngay ngắn, trật tự trên ghe xuồng khi qua sông. Đây là việc nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước. Những việc không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước là: Hình 1. Hình 4. Không nên chạy, nô đùa gần ao, hồ, vì mãi chơi rất có thể bị trượt chân, ngã xuống nước và bị đuối nước. Hình 3. Không đùa nghịch, thò chân xuống sông khi đi xuồng ghe, có thể bị rơi xuống nước và bị đuối nước. Hình 6. Không hái hoa, lội xuống ao vì dễ xảy ra tai nạn đuối nước. Tiếp theo chúng ta đi qua hoạt động 2, quan sát, đọc và trả lời. A nhỏ, quan sát và đọc thông tin của một nhóm bạn đang thảo luận dưới đây. Một bạn nữ thứ nhất hỏi: Khi tập bơi hoặc đi bơi cần chú ý điều gì? Một bạn nam trả lời: Chỉ cần tập bơi hoặc bơi ở nơi có người lớn và có phương tiện cứu hộ, tuân thủ các quy định của khu vực bơi. Bạn nữ thứ hai trả lời tiếp: Không bơi khi người đang có mồ hôi, đang no hoặc quá đói. Trước khi xuống nước, phải khởi động kỹ. Cô mời các em trả lời câu hỏi: Nên bơi hoặc tập bơi trong điều kiện nào? À, chắc các em đã có câu trả lời: Nên bơi hoặc tập bơi trong điều kiện có người lớn và có phương tiện cứu hộ, tuân thủ các quy định của khu vực bơi. Các em tiếp tục trả lời câu hỏi: Không nên bơi hoặc bơi khi cơ thể ở trạng thái nào? Chúc mừng các em đã có câu trả lời: Không nên bơi hoặc tập bơi khi người đang có mồ hôi, đang ăn no hoặc quá đói. Vậy, trước khi bơi cần phải làm gì? À, trước khi bơi cần phải khởi động kỹ. Sau đây cô mời các em xem lại những việc cần làm trước và sau khi bơi. 1. Khởi động trước khi bơi. 2. Tập bơi ở bể bơi. 3. Tắm sạch sau khi bơi. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang hoạt động 3. Đọc và trả lời. A nhỏ đọc nội dung sau. Không chơi đùa gần hồ, ao, sông, suối. Giếng nước phải được xây thành cao, có nắp đậy, chung, vại, bể nước phải có nắp đậy. Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. Tuyệt đối không lội qua suối khi mưa lũ. Trẻ em chỉ tập bơi hoặc bơi ở nơi có người lớn và có phương tiện cứu hộ, tuân thủ các quy định của khu vực bơi. Không bơi khi người đang có mồ hôi, đang no hoặc quá đói. Trước khi xuống nước, phải khởi động kỹ. B. Trả lời câu hỏi: Em cần phải làm gì để phòng tránh tai nạn đuối nước? Chúc mừng các em đã có câu trả lời. Để tránh tai nạn đuối nước, em không chơi đùa gần ao, hồ, sông, suối. Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. Không lội qua suối khi mưa lũ. Chỉ tập bơi hoặc bơi
ở nơi có người lớn và có phương tiện cứu hộ, tuân thủ các quy định của khu vực bơi. Cô mời các em đến với phần B, hoạt động thực hành, đọc và xử lý tình huống sau. Các bạn nam vừa chơi đá bóng ở sân, ngay sau đó lại rủ nhau đi tắm ở sông. Nếu em biết điều này, em sẽ làm gì? Theo cô, em sẽ bảo các bạn hãy chờ khô mồ hôi rồi hãy tắm. Tình huống 2, ngồi trên xuồng, nhiều bạn cứ thò tay xuống nghịch nước. Em sẽ làm gì khi nhìn thấy như vậy? Theo cô, em yêu cầu các bạn không được nghịch như thế, rất nguy hiểm. Tình huống tiếp theo, tan học về, gặp nước suối chảy xiết, dâng cao, em và các bạn sẽ làm gì? Theo cô, em và các bạn tuyệt đối không lội qua, chờ người lớn đến đưa qua. Cô mời các em xem hình ảnh khi các bạn tham gia giao thông đường thủy. Hình 1, các bạn học sinh đang mặc áo phao trước khi tham gia giao thông đường thủy. Hình 2, các bạn học sinh miền sông nước được trang bị áo phao khi qua phà. Qua phần tìm hiểu bài học, cô mời các em tham gia trò chơi ai nhanh ai đúng. Em hãy chọn đáp án đúng nhất. Câu 1, chúng ta nên tập bơi như thế nào để an toàn? A. Tập bơi một mình. B. Tập bơi khi có người lớn bên cạnh. C. Tập bơi với bạn. Chúc mừng các em đã có câu trả lời. Đó là đáp án B, tập bơi khi có người lớn bên cạnh. Câu 2, trước khi bơi, chúng ta cần làm gì? A, khởi động và mặc áo phao. B, nhảy ngay xuống hồ bơi để bơi. C, ăn thật no rồi mới bơi. Mời các em chọn đáp án. Chúc mừng các em đã có đáp án đúng. Đó là đáp án A, khởi động và mặc áo phao. Câu 3, những việc nào không nên làm? A. Lội qua suối, qua đoạn đường bị ngập lụt. B. Qua suối hay đường ngập lụt cần có người lớn đi theo. C. Các phương tiện giao thông đường thủy cần phải trang bị áo phao hoặc phao bơi. Chúc mừng các em đã có câu trả lời đúng, đó là đáp án A, lội qua suối, qua đoạn đường bị ngập lụt. Câu 4, nếu em nhìn thấy có bạn bị ngã xuống nước, em sẽ làm gì? A, nhảy xuống vớt bạn lên bờ. B, bỏ đi, vì nếu cứu bạn, mình sẽ bị ngã xuống nước. C, kêu cứu và chạy đi tìm người lớn gần đó giúp đỡ. Chúc mừng các em đã chọn được đáp án đúng. Đó là đáp án C, kêu cứu và chạy đi tìm người lớn gần đó giúp đỡ. Kết thúc. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Chào tạm biệt các em.